Rồi chào Phi, chào cô chú anh chị, mình đang xem kênh là TK Bonsai ha. Hôm nay con có về được 12 cây si búp hồng ha cô chú. Trong đó có 3 cây lớn ha, với 8 cây bông giấy. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Số điện thoại con 038 937 2007, đó cũng là số Zalo của em cháu ha. Cũng không quên cảm ơn cô chú đã ủng hộ con clip vừa rồi cũng rất thành công ha. Clip này con được mong sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Rồi không mất thời gian vô cây số 1 là cây si á cô chú. Cây này sống khỏe rồi ha. Si búp hồng mà bỏ trong mát nó không có được hồng. Chiều cao tới mặt bầu là 49. Nên cái cụm 62. Nó liền cứ ngắt luôn, cây này già lắm. Rồi cây số 1 này giao lưu với cô chú anh chị 2 triệu ha, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cây số 2. Cũng là si cô chú. Cây này nó dính vô cây dừa, bạn không biết nó cắt nó bị lát bên ha. Để rẻ cho cô chú anh chị mình chơi ha, cũng già lắm. Chiều cao là 56. Cây này đo đại tổng luôn đi. Khó đo. 88, tính 85 thôi. Giải phân nhầm gì. Cái này nó bị cắt nấy, con có xử lý keo rồi nha cô chú. Cái này là ôm đá ok. Rồi cái số 2 này giao lưu cô chú anh chị 1.500.000 ha. Rồi tiếp theo cây số 3. Cái này nó ôm cây dừa nha cô chú. Nữa mình để tượng nha chú. À. Cây này có clip rồi à. Có khách không gãy mà không xong giá. Chiều cao 51. Đoạn keo nhỏ này. Eo nhỏ gì 96 rồi cô chú. Dạ, đổ quét rồi. Dạ công cô đê. Cái cụm như vậy là 113. Rồi cây số 3 này giao lưu cô chú anh chị 2.600.000 ha. Con bao ship tới nhà luôn ha. Cô chú có một cây thì cô chú coi kỹ nha. Để đi cây đi ra tới ngoài nói cây khô cây đồ cái là mấy kêu bớt tiền lại không gian bị hoài ha, coi cho kỹ con nha. Cây mới bứng không mày chú? Cây mới bứng không là có cái gì là không báo liền chứ. Rồi đổi cây. Cây sống khỏe rồi nha. Rồi tiếp theo cây số 4 cũng là cây si cô chú. Để đang hồi nó tiếp nặng lắm. Cây này có cái dáng như gió lùa vậy ha cô chú. Già dữ lắm già. Mà chiều cao khiêm tốn mà. 30. Lấy ra đây 54. Cái này không biết đo sao đây. Đo đại ngang cái eo nhỏ này cho cô chú tham khảo. Đây là 33. Nguyên cái cụm gì 75. Rồi cái số 4 này giao lưu với cô chú anh chị 2.900.000 ha. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là cây số 5. Cây này cũng cây si luôn nghe cô chú. Ôm gạch cứ ngắt lấy ra không được. Chiều cao tới mặt bầu là 69. Đo đại nguyên cụm nè. Cụm gì 115 nghe cô chú. Nãy giờ quên đo đường kính bầu nữa trời. Đường kính bầu 63. Rồi cái si búp hồng mã số 5 này giao lưu cô chú anh chị 4.300.000 ha. Còn bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 6. Cũng là cái si luôn, cái này nguyên cục nạc luôn nha cô chú.
Vậy cô chú có tay nghề cắt chỉnh đục lại ha, con làm sơ sơ. Chiều cao là 58. Đây là 125 ha cô chú. Ha, độ tổng vậy ha. Kính bầu 51. Cái này người ta có đốt cái cô chú, nó táp nè, ấy có chút xíu chỗ này ha, lại gọi gọi sạc đi cho cô chú coi. Nó chừng cỡ phân mấy ha. Này đục cái này bỏ một chút xíu rồi bên đây nó tươi xanh ha. Có một chút đó. Ở dưới là tươi xanh luôn đó. Ấy, cái đó người ta đốt cái bịch đằng cặp bên đó. Rồi cái số 6 này giao lưu cô chú anh chị 4.200.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Nguyên cục nạc luôn. Này như dồi. Cái này số mấy vậy? Số 7. Tiếp theo cây số 7 nha cô chú. Chiều cao tới mặt bầu là 78. Nguyên cái cụm nhện 117 ha cô chú. Kính bầu dài 63. Rồi cái số 7 này giao lưu với cô chú anh chị 4.500.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cây số 8. Cái này như ngọn núi vậy ha cô chú. Cái này già dữ lắm. Nó quá dữ luôn chứ. Đồ ao luôn. Mấy cái đen đen đó là ổ mối nha cô chú. Chứ không có mục nha. Như cái ngọn núi vậy. Chiều cao là 47. Nguyên cụm như vậy 88. Đường kính bầu 43. Rồi cây số 8 này giao lưu với cô chú anh chị 3.900.000 ha. Cô chú coi kỹ nha. Cái dòng xi này dễ sống mà ha chú. Cô chú cũng yên tâm ha. Dạ. Dễ sống. Rồi tiếp theo cây số 9. Cũng là cây xi. Đó, cây này phải để trên bàn bự. Cái này như con gít chứ không biết kêu bằng con gì. Cái này trong chậu hột xài. Chiều cao là 51. Đường kính bầu dài là 85. Bề ngang 50. Cái này đo sao trời. Nguyên cái này cỡ 1m7 nha cô chú, còn có một gang nữa ha. Nguyên cái cục thì cỡ 1m7. Rồi cây số 9 này giao lưu với cô chú anh chị 4.500.000 ha. Rồi. Ok. Rồi con ba cây si bự nha cô chú, và qua bông giấy ha. Rồi cái số 10 là cái bông giấy Mỹ nha cô chú. Cây bữa nay sống khỏe hả? Cây này là cây thiên nhiên chứ không phải cây công nghiệp như. Chiều cao tới đây là 83. Qua đây 70. Bông này keo nhỏ. Nhỏ gì 43 nha cô chú. Cũ 53. Đường kính bầu 47. Rồi cái số 10 này giao lưu với cô chú anh chị 2.400.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Cây sống khỏe rồi. Cây này là không có hư, có bọng, lũa gì hết nha cô chú. Rồi tiếp theo cây 11. Cũng là cây giấy Mỹ ha.
cao tới mặt bầu là 74. Keo nhỏ gì 46 tính 45 nghe cô chú. Đó cái cũ. Cũ gì 55 ha. Đường kính bầu 50. Rồi cái số 11 là giao lưu cô chú anh chị 2.500.000 ha. Rồi tiếp theo cái số 12. Chiều cao 61. Cái eo 48 nha cô chú. Cái năm từ sống khỏe nha cô chú. Sống khỏe. Cái cũ nó 51 nha cô chú. Mấy cái này là tại vận chuyển về nó bị dập dập da, xử lý keo ha, không có hư ha. Rồi cái số 12 này giao lưu cô chú anh chị 1.700.000. Không đó ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cây 13. Cái cây này là không phân không thuốc nha cô chú. Chủ nhà không tưới nước luôn từ tháng 9 tháng 10 tới giờ. Chiều cao 70. Bình thân ngay cái eo 43. Cái cũ rồi 52. Đường kính bầu 45. Rồi cây 13 này giao lưu cô chú anh chị 1.800.000 ha. Rồi tiếp theo cây 14. Chiều cao 52. Thân gì 41 ha cô chú. Đó cái cũ cô chú tham khảo ha. Cái này có cái cũ bự. Cũ gì 62 ha cô chú. Đường kính bầu 50. Rồi cái số 14 này giao lưu cô chú anh chị 2.200.000 ha. Rồi tiếp theo cái số 15. Chiều cao 58. Cành phóng ra 45. Cái eo 41 nha cô chú. Cũ 58 ha. Kính bầu 43. Rồi cái số 15 này giao lưu với cô chú anh chị 2 triệu ha. Cái đen đen này là vận chuyển về nó bị chọc da thôi, không có hư nha cô chú. Rồi tiếp theo cây số 16. Cây này giảm giá cho cô chú mình chơi luôn ha. Cây đó dính mới được không mày. Chiều cao 80. Mình thân 52. Chặt xuống cái cũ chút. Cũ gì 58. Đường kính bầu 52. Rồi cây số 16 này giao lưu với cô chú anh chị mình 2.500.000 ha. Cây sống khỏe rồi nha cô chú. Rồi tiếp theo cây số 17 là cây giấy trắng nha cô chú. Nguyên zin màu trắng không nha. Để đo cái thì hãy báo cái lỗi cho cô chú. Chiều cao 1,5 m nha cô chú. Phóng ra 67. Thân 53 cô chú. Có cắn đâu không? Đấy, gọi cái lỗi này. Đây nó có bị lũa chỗ này một chút nha cô chú, mà không có mục nha. Quá đá hết trơn rồi, từ đây xuống đây ha. Còn trên này là nguyên zin luôn ha. Với cái chỗ này hồi đó làm như tét cái nhánh gì mà nó không có mục ha. Rồi cái giấy trắng này số 17 giao lưu với cô chú anh chị 2.700.000 ha. Rồi tiếp theo cái số 18 là cây si búp hồng nha cô chú.
còn ba cái xi búp hồng bự ha. Vòng vòng cây này lên bằng quay không nổi cô chú thông cảm ha. Nạt hết luôn chú. Nạt, nó ôm cái góc bình bát. Móc ra được chút gì. Cây cũng già lắm. Cây già lắm mày, móc trắng bên đây chừng. Đồ đại gì ngang đây gì gọi đây chắc cỡ 2 mét quá cô chú, hết cổng thước dây còn bao nhiêu nữa, còn 2 gang mấy á, 2 mét ha, chiều cao tới mặt bầu là 127 hả cô chú. Cái đường kính bầu dài là 1 mét nghe cô chú, chiều ngang 70. Rồi cây số 18 này giao lưu với cô chú anh chị 9.500.000 ha, con bao ship toàn quốc luôn. Con còn 2 cây nữa ha. Rồi, tiếp theo là cây số 19 này cô chú, cũng là cây si búp hồng ha. Cây này lên bàn quay không nổi mới về con bỏ đây cô chú. Để em nó gọi coi con cho kỹ ha. Ôm sơ dừa bó bầu lại hết. Cái này tại không kịp rồi, ống sơ sơ vậy thôi. Cái này nó già hang hóc dữ lắm. Cắt sơ sơ gì nữa cô chú, về chỉnh sửa lại. Cái này sâu đó đây. Chiều cao tới mặt bầu là 135 hả cô chú? Này tổng hết trơn 300 hả cô chú, 2 cộng ha. Cái này giờ em gọi cũng 4-5 ngày. Cắt sơ sơ về cô chú làm lại. Rồi cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 13 triệu ha, cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này cũng toàn quốc luôn, gửi xe Bắc Nam chứ. Cậy đi. Rồi tiếp theo cây số 20 cũng là cây si búp hồng ha cô chú. 2 cây diện lược. Cây này có cái cốt này chắc nó bị khô nha cô chú. Khô đây nè. Người ta đốt á. Cô chú coi cho kỹ, cây này giá cũng mềm mà. Mua được ghẻ giao lưu cô chú ghẻ. Mấy cái này thì nó bo vô hết trơn rồi. Sống nó bo vô hết rồi. Thẳng đưa xa đo chiều cao luôn. Chiều cao là 140 hả cô chú. Nãy kêu lính theo cầm cái thước chết. Này nguyên cụm này cũng cả 200 mấy cô chú. Rồi cây số 20 này cũng là cây cuối clip đây cô chú. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 5 triệu rưỡi ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này tại nó có lỗi ha. Cắt gần 2 triệu rồi. Kệ đi. Rồi cuối clip. Rồi mua ghẻ bán ghẻ. Rồi cuối clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ con cũng như ủng hộ kênh suốt thời gian qua ha. Clip này cũng mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Số điện thoại con 0389372007 đó cũng là số Zalo của em cháu ha. Tên Cảnh ở Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Sóc Trăng ha cô chú. Rồi cuối clip xin chào, hẹn gặp lại clip sau.